안녕하세요. 오늘은 12과 병원 옆에 약국이 있어요를 공부하겠습니다. 시작 5번. 오늘 학습 12. 병원 옆에 약국이 있어요. Có hiệu thuốc ở cạnh bệnh viện. Đầu tiên chúng ta sẽ đi sang phần 1 lớn cái phần thê hoa y hội thoại 1. Chúng ta sẽ nghe qua đoạn hội thoại. Đây là đoạn hội thoại giữa hai người là Thu An và Yocha. Yocha là người phụ nữ và Thu An là anh Tuấn. Và sẽ nghe qua hội thoại nhé. Thế hoa y. 이 건물에 은행이 있어요? 네, 있어요. 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. 네. 여기 있는 Thu An nói rằng là y con mure ân hàng y sao, tức là ở cái tòa nhà này, ở tòa nhà này có cái ngân hàng không? Và giờ cha trả lời là ne y sao, vâng có. Anh Tuấn lại hỏi tiếp là ân hàng y ở chia y sao, ngân hàng thì có ở đâu? Và người phụ nữ trả lời là chi hai in chung nghe y sao, có ở tầng hầm 1. Chi haro nero kaseo, hãy xuống tầng hầm. Đấy. Okay. À, bài hội thoại thề hoa y là nghe lại một lần. 이 건물에 은행이 있어요? 네, 있어요. 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. 지하로 내려가세요. Rồi, chúng ta sang phần tiếp theo, phần tiếp 건물, tòa nhà, đúng không? Này có giải thích rồi, thầy giải thích lại một chút nữa. Ốc sang là tầng thượng, xăm chứng tầng 3, y chứng tầng 2, yên chứng tầng 1. Chi hai chúng ta biết rồi, dưới lòng đất thì gọi là chi hai, thì chi hai yên chứng tức là tầng hầm 1, chi hai y chứng tầng hầm 2. Cầu thang máy thì là elevator, elevator, hay tiếng Anh đúng không? Elevator. Và cầu thang bộ thì là kê tạt. Đấy. 3층, 2층, 1층, 지하 1층, 지하 2층, elevator, 계단, 옥상. Đây là những từ mới thêm chúng ta học thêm nha, trong cái khói vùi, trong cái tòa nhà. Vân nọ huy y lệ, những y tông tông sáng, những động từ di động ta có học rồi thì ta đọc lại một chút. Nero gata, nero oda, ula gata, ula oda, nagata, 나오다, 들어가다, 들어오다, 돌아가다, 돌아오다. Chúng ta sang phần đọc dịch cái mulbop in. Mulbop in ư xê yô. Đây là cấu trúc mệnh lệnh, đúng không? Có một K và N, hội thoại giữa anh K và anh N, đúng không? Xích tàng y ở tia sở yô. Xích tàng y ở tia sở yô. Nhà ăn có ở đâu? Nhà ăn có ở đâu? 건물 밖에 있어요. 저쪽으로 나가세요. 건물 밖에 있어요. Có ở ngoài tòa nhà. 저쪽으로 나가세요. 저쪽으로 나가세요. Hãy đi ra phía kia. Đấy. Câu số 2. 두환 씨, 빨리 오세요. 두환 씨, 빨리 오세요. Anh Tuấn, hãy nhanh đến đây. 네, 알았어요. 잠깐만 기다리세요. 네, 알았어요. Vâng, tôi biết rồi. 잠깐만 기다리세요. Hãy chờ đợi một chút. Trong này chúng ta sẽ có là từ 알다. 안다 là từ biết. Thì 알았어요 chia quá khứ của từ 안다 ra để thành tôi đã biết, tôi hiểu rồi, tôi biết rồi. 잠깐만 này là một chút, một lát. 기다리다, chờ đợi. Thì 기다리세요 là hãy chờ đợi một lát. Đấy. Câu số 3. 여기 자리 있어요? 여기 자리 있어요? 네, 앉으세요. 네, 앉으세요. Ở đây có chỗ không? Có chỗ ngồi không? Vâng, xin mời ngồi. Đấy. Ok. Tiếp theo chúng ta sang phần liên sức y. Số 1, 1번. 그림을 보고 알맞은 단어를 연결하세요. 그림 bức tranh. Nhìn bức tranh và
nối với từ đúng. À, chúng ta thấy cái bức tranh ở đây có một người mũi tên đi xuống đây thì là Nero Kata, Nero Kayo, Nero Kamnida. Đúng không? Có số 2 là lên đúng không? Cái mũi tên đi lên này thì là sẽ là gì? Ola Kata, Ola Kayo, Ola Kamnida. Đấy. Có số 3 là đi ra đúng không? Thấy trong một tòa nhà có người đi ra đây thì sẽ là Nagata, Nagata, Nagayo, Nagamnida. Đấy. Câu số 4 đi vào sẽ là Turokada thôi, đúng không? Đi vào sẽ là Turokada, Turokayo, Turokamnida. Đấy. 2번, câu số 2. 그림을 보고, 보기처럼 의세조를 사용해서 대화를 완성하세요. Nhìn bức tranh, sử dụng cái cấu trúc Ư-xê-yô để hoàn thành cái đoạn hội thoại giống như cái mẫu này. Này, chúng ta có ở đây cái bức tranh, ở đây là một cái tòa nhà. Tòa nhà tên là Phiên Ni Chóm. Lên ân hén, tầng 1 thì ở đây không có đọc đến cái gì cả, còn tầng hầm là giả cục, đúng không? Bên ngoài thì tòa nhà thì có cái U-chê-cục. Đã biết rồi, Phiên Ni Chóm là cửa hàng tiện lợi, ân hén, ngân hàng. U-chê-cục là bưu điện, còn giả cục là hiệu thuốc thì có tầng hầm. Ta sẽ đọc qua cái bài khoa, bài mẫu, bộ kỳ. 이 건물에 약국이 있어요. 이 건물에 약국이 있어요. Ở cái tòa nhà này có hiệu thuốc không? 지하 1층에 있어요. 지하 1층에 있어요. Có ở tầng hầm 1. 지하 1층 tầng hầm 1 có ở tầng hầm 1. 저쪽으로 내려가세요. 저쪽으로 내려가세요. Hãy đi xuống phía kia. Bên trục là bên trái, ổn trục bên phải thì chó trục là hướng kia. Y này cứ đó chó kia, đúng không? Chó trục đó, này đó cả xeo. Hãy xuống ở hướng kia. Vậy chúng ta sẽ làm câu 1 như thế nào? Số 1. Y con mù rê ấn hẹn y ít xói yếu. Trong một cái này, đúng không? Y con mù rê giác cúc kỳ xói yếu. Thì đây thay giác cúc bằng ấn hẹn thì là ở cái tòa nhà này có ngân hàng không? 이 건물에 은행이 있어요? 네, 2층에 있어요. 네, 2층에 있어요. Vâng, có ở tầng 2. 저 계단으로 올라가세요. Tại sao dùng 올라가세요? Có tầng 2 mà, hai người đứng ở tầng 1 này. Có tầng 2 thì phải đi lên đúng không? 저 계단으로 올라가세요. Hãy đi lên bằng cầu thang bộ kia, hoặc là hãy đi lên cầu thang bộ kia cũng được. Này, câu số 2. 이 건물에 편의점이 있어요? 이 건물에 편의점이 있어요? Ở cái tòa nhà này thì có cửa hàng tiện lợi không? Có đúng không? 네, 3층에 있어요. 네, 3층에 있어요. Vâng, nó có ở tầng 3. Này. Vâng, có ở tầng 3. 3층으로 올라가세요. 3층으로 올라가세요. Hãy có tầng 3 thì phải đi lên thôi. Hãy đi lên phía tầng 3, hãy đi lên tầng 3 để được. Câu số 3. 이 건물에 우체국이 있어요? 이 건물에 우체국이 있어요? Ở cái tòa nhà này, ở cái tòa nhà này ấy thì có cái bưu điện không? 우체국은 밖에 있어요. 우체국은 밖에 있어요. Cái bưu điện ấy thì nó có ở bên ngoài. Có bên ngoài đúng không? Bưu điện ở bên ngoài. Bên ngoài thì phải gì? Đi ra đúng không? 밖으로 나가세요. 밖으로 나가세요. Đấy, hãy đi ra phía ngoài. Đây là phần luyện tập số 2. Là sang phần thề hoa ý. Thề hoa ý là hội thoại 2. Đây, hội thoại 2 này gồm hội thoại giữa chị Suru và một người đàn ông. Suru và nam già là người đàn ông. Đúng không? Chúng ta sẽ nghe qua hội thoại. 대화 2. 이 근처에 약국이 있어요? 네, 있어요. 약국이 어디에 있어요? 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. 이렇게
나 sẽ đọc và dịch lại xem nhé. 이 근처에 약국이 있어요? 지수로 hỏi là 이 근처에 약국이 있어요? Ở gần đây thì có cái hiệu thuốc không? 네 있어요. Anh đàn ông này hỏi trả lời là 네 있어요. Vâng, có. Thì chị Suru hỏi tiếp. 약국이 어디에 있어요? 약국이 어디에 있어요? Hiệu thuốc thì có ở đâu? Đấy. Người đàn ông sẽ trả lời như thế nào là 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Tại cái ngã tư đằng kia, hãy đi về phía bên phải, đúng không? Hoặc dịch từ sau vậy là hãy đi về phía bên phải ở cái ngã tư ở đằng kia. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. Như vậy thì sẽ có cái hiệu thuốc ở cạnh bệnh viện. Đấy. Cứ đo miên này là nếu vậy thì chúng ta có thể dịch là nếu vậy hoặc là như vậy đều được. Ok. Và nghe lại một lần. 대화 2. 이 근처에 약국이 있어요? 네, 있어요. 약국이 어디에 있어요? 저 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. 네. Rồi, là sang thêm một cái phần nhỏ này đó là phần tip phiêu chi phạt. Biển báo giao thông đấy, phiêu chi phạt. Hay có biển này mũi tên đi lên thẳng đúng không? Nên lùi, đấy, bên sang bên phải, sang bên trái, đi lên đi xuống thì đi thẳng sẽ là apuro kaseo. Up trước, đi sau đúng không? Thì apuro kaseo hay đi về phía trước. Chiro kaseo. Orenjokuro kaseo. Bên đi về phía bên phải. Wenjokuro kaseo đi về phía bên trái. Iro olagaseo hãy đi lên trên. Arero nero kaseo. Arero nero kaseo là đi xuống bên dưới, hãy đi về đi xuống. Đấy, thế. Và thì nghe lại lần nữa. Apuro kaseo. Chiro kaseo. 오른쪽으로 가세요. 왼쪽으로 가세요. 뒤로 올라가세요. 아래로 내려가세요. Và cái phần phần từ vựng số 2 này thì có học rồi thì thầy sẽ đọc lại một lần nữa. 위치와 방향. 위치와 방향. 방향. Đây là vị trí và phương hướng. 위 아래. Up. 뒤, 안, 밖, 오른쪽, 왼쪽, 건너편, 맞은편, 옆, 사이, 가운데, 중간. À, những cái từ này chúng ta có học nghĩa cả rồi nha. Ta sẽ đọc và dịch cấu trúc 문법 2, 으로, cấu trúc 으로. Số 1. 화장실이 어디에 있어요? 화장실이 어디에 있어요? Cái nhà vệ sinh có ở đâu? Đấy, nhà vệ sinh có ở đâu? 사무실 옆에 있어요. 오른쪽으로 가세요. 사무실 옆에 있어요. Có này, ở cạnh, dọc cạnh văn phòng. 오른쪽으로 가세요. Hãy đi về phía bên phải. Câu số 2. 약국이 어디에 있어요? 약국이 어디에 있어요? Hiệu thuốc thì có ở đâu? 2층에 있어요. 2층에 있어요. Có ở tầng 2. 위로 올라가세요. 위로 올라가세요. Hãy đi lên trên. Câu số 3. 컴퓨터가 어디에 있어요? 컴퓨터가 어디에 있어요? Computer tức là máy tính. Computer cá, cá ở đây là trợ từ chủ ngữ đúng không? Máy tính có ở đâu? 사무실에 있어요. 사무실에 있어요. Có ở văn phòng. 사무실로 가세요. 사무실로 가세요. Hãy đi tới văn phòng, về phía văn phòng ở đây. Kết thúc là r thì giữ nguyên cộng rô, đọc thành lô đúng không? Rồi, chúng ta sang 연습 2. 1번. Số 1.
그림은 보고 보기처럼 문장은 완성하세요. Nhìn bức tranh và hoàn thành đoạn văn giống như cái mẫu chúng ta đã có. Nhìn bức tranh này có cái túi nằm trên cái ghế này đúng không? 가방이 의자 위에 있어요. 가방이 의자 위에 있어요. Tức là 가방 là túi cặp, 의자 là ghế, 위 trên, 있다 có. Cái cặp thì có ở trên ghế này, thì chủ ngữ trước. Vậy ở số 1 thế nào? Chúng ta thấy cái ô tô ở trước cái tòa nhà này là cái công ty đúng không? Đấy. Ô tô là gì? Ô tô tức là 자동차 hoặc là 차. 차가 회사 앞에 있어요. 차가 회사 앞에 있어요. Tức là xe thì có ở trước công ty. Đấy. Câu số 2 là ô tô thì đây là ô tô đằng sau công ty đúng không? Thì nó là 자가 회사 뒤에 있어요. 자가 회사 뒤에 있어요. Tức là ô tô có ở đằng sau công ty. Câu số 3 là cái hiệu thuốc, có cái hiệu thuốc này nó nằm trong cái trung tâm mua sắm. Thì là 약국이 백화점 안에 있어요. 약국이 백화점 안에 있어요. Hiệu thuốc thì có ở trong trung tâm mua sắm, cửa hàng bách hóa. Câu số 4, 약국 này hiệu thuốc, còn bên này là cái nhà ăn. Hai cái này gần nhau, cạnh nhau đúng không? 약국이 식당 옆에 있어요. 약국이 식당 옆에 있어요. Tức là hiệu thuốc có ở cạnh nhà ăn. Đây, đây là cái dân xếp gì. Chúng ta nghe và chúng ta sẽ hoàn thành ghi ra cụ thể nha. Đây là câu y bọn, câu số 2. 그림은 보고 보기처럼 의로를 사용해서 문장은 완성하세요. Nhìn bức tranh sử dụng cấu trúc 의로 để hoàn thành cái đoạn câu văn sau giống như cái mẫu. Nó có cái mẫu như bức tranh này. Nó đi lên. Đi lên hay đi thẳng? À cái này là đi thẳng đúng không? Thế là 앞으로 가세요. Hay đi về phía trước. 앞으로 가세요. Vậy còn câu này sẽ là đi về phía sau đúng không? Thế là sau là gì? 앞 trước 뒤 sau. 뒤로 가세요. Hay đi về phía sau. 뒤로 가세요. Vậy câu số 2 sẽ là đi về bên phải. Bên phải là 오른쪽 đúng không? Thì 오른쪽으로 가세요. 오른쪽으로 가세요. Câu số 3 thì ngược lại bên phải là bên trái thì là 왼쪽. Thì sử dụng câu trúc 으로 như thế nào? 왼쪽 kết thúc có nguyên âm hay phụ âm? Tức là bắt chim thì cộng với 으로. Cái này là 오른쪽 là câu số 2 rồi. Thì cái này là 왼쪽으로 가세요. 왼쪽으로 가세요. Hãy đi về phía bên trái. Câu số 4. Đi lên, đúng không? Này, mũi tên đi lên. Đi lên thì chúng ta có lên là gì? Uy trên đúng không? Lên bên trên đấy. Hay đi lên phía trên. Uy thì kết thúc có nguyên âm. Có nguyên âm thì cộng với rô. Uy rô ô la gà xèo. Uy rô ô la gà xèo. Đấy, câu số 5. Đi xuống. Đi xuống thì là xuống bên dưới đấy. Thì a rè. A rè kết thúc có nguyên âm. Nguyên âm cộng với rô. A rè rô nè rô gà xèo. A rè rô nè rô gà xèo. Nó sang phần hoàn tổng. 그림은 보고 복기처럼 친구와 이야기 해보세요. Nhìn bức tranh cùng nói chuyện, thử nói chuyện với bạn, cùng với bạn như cái mẫu. Nó có mẫu như này. 약국이 어디에 있어요? 약국이 어디에 있어요? Hiệu thuốc có ở đâu? Này, hiệu thuốc có ở đâu? 이 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 이 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Tại cái ngã tư này, hãy rẽ phải. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. 그러면 병원 옆에 약국이 있어요. Vậy thì sẽ có một cái hiệu thuốc ở cạnh cái bệnh viện. Đấy, cái này thì giống như bài khóa bên kia. Bài khóa số 2, thẻ hoa y. Đấy, chúng ta thấy đây, hội thoại có hình này. Hai người đang đứng ở ngã tư, hiệu thuốc ở bên này, đúng không? Tại ngã tư rẽ phải thì nó có ở bên cạnh bệnh viện. Vậy chúng ta nói thử xem, hỏi cái bệnh viện nó nằm ở đâu chẳng hạn. Thì là 병원이 어디에 있어요? 병원이 어디에 있어요? Bệnh viện có ở đâu? 이 사거리에서 오른쪽으로 가세요.
Tại cái ngã tư này, 이 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Tại cái ngã tư này hãy rẽ phải. 그러면 약국 옆에 병원이 있어요. 그러면 약국 옆에 병원이 있어요. Tại ngã tư này hãy rẽ phải. Vậy thì sẽ có một cái bệnh viện ở cạnh cái hiệu thuốc. 약국 옆에 tức là ở cạnh hiệu thuốc nhà. Rồi. Chúng ta thử làm cái ân hang xem. Đấy, ân hang này nó đối diện với bệnh viện hoặc là nó cạnh cái uche cục. Đây là cái bưu điện. Ân hang 이 어디에 있어요? Ân hang 이 어디에 있어요? Ngân hàng thì có ở đâu? 이 사거리에서 오른쪽으로 가세요. Đấy, tại ngã tư này hãy rẽ phải. 이 사거리에서 오른쪽으로 가세요. 그러면 우체국 옆에 있어요. 그러면 우체국 옆에 있어요. Nếu vậy thì nó có gì cạnh cái bưu điện này. Nó có thể bỏ ân hang vào hoặc không sao cả. Đấy. Rồi vậy chúng ta thử hỏi cái mã thư nhé, đúng không? Mã thư cửa hàng cửa hiệu. 마트가 어디에 있어요? 마트가 어디에 있어요? 마트 thì có ở đâu? Là cửa hiệu có ở đâu? Cửa hàng có ở đâu? 이 사거리에서 왼쪽으로 가세요. 이 사거리에서 왼쪽으로 가세요. Tại cái ngã tư này hãy rẽ trái. Rẽ trái thì đây cái này nó có ở đâu đấy? Đây cái địa danh gì để nhận ra cái này? Tức là nó đối diện với cái rạp chiếu phim này. 그러면 영화관 맞은편에 마트가 있어요. 그러면 영화관 맞은편에 마트가 있어요. Nếu vậy thì đối diện cái rạp chiếu phim có cái cửa hiệu cửa hàng này, là cách mình chỉ đường cho họ. Là tương tự chúng ta vì đặt ví dụ có những cái cầu chế cúc này là Hakio này, Tô So Quan này, vân vân này, Mồ Thế khách sạn này. Chúng ta sẽ đặt thử một số câu xem đi lui chẳng hạn hay là đi trước này. Đấy, đặt để nhớ các vị trí nha. Ok rồi, ta sang phần tiếp theo là chúng ta sang phần nhỏ này. Giải thích qua cái phần nhỏ này một chút, đó là trong bộ Kinikori, thông tin về đường xá, đường phố, đường kinh là đường, kinh có đi các phố xá này. Yukio đây là cầu vượt. Yongfio đây là biển báo. Shinho từng đây là đèn hiệu đèn xanh đèn đỏ này nha. Huyền đan vô thổ là lối băng qua đường dành cho người đi bộ. À, bên dưới này chúng ta có là kil hay là đường, toro hay là đại lộ hay là làn đường, kolmok hay là con hẻm nha. Rồi là phần hết phần luyện đọc luyện dịch, chúng ta sang phần nghe. Đấy. Một đơn bài là thurun kosun koru sipsio, hãy lựa chọn cái mình nghe được. Thurun kot tức là cái mà đang nghe được. Koru sipsio, hãy lựa chọn. Koru ta lựa chọn học rồi. Đấy, động từ bất quy tắc ru. Koru sipsio, hãy lựa chọn cái mình nghe được, đã nghe được. Đấy, chúng ta sẽ nghe một chút nào. 12과 EPS topic 듣기 1에서 3번 들은 것을 고르십시오. 1번 Up. 1번 up. Up là gì? Up đúng không? Up trước, án trong, dốc bên cạnh, quý trên. Rồi câu số 2. 2번 왼쪽. 2번 왼쪽. 아, 왼쪽 đúng không? 왼쪽.
sai ý ở giữa, bên chốc bên trái, are bên dưới và trung gian ở giữa, đúng không? Sang câu số 3. 3번 들어가세요. 들어가세요. 들어가세요 là gì? Đi vào, đúng không? Này, 들어가세요 là đi vào. Này, 올라가세요 là gì? Đi lên. 돌아가세요 là gì? Hãy đi về. Đấy. Quay đi đi, hãy về đi, hãy quay về. Cái này cũng có nghĩa một nghĩa nữa là, cái này ta sẽ học nó là nghĩa mất nữa đấy nhỉ. 내려가세요. Đó, hãy đi xuống. À. Vậy câu số 4 cho 5 như thế nào? 4에서 5번. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 고르십시오. 이야기를 듣고 질문에 맞는 것 대답은 맞는 대답을 고르십시오. Nghe câu chuyện. Đấy. Và hãy lựa chọn cái đáp án đúng cho cái câu hỏi bên dưới. Đấy. Câu hỏi ở đây, ta sẽ đọc nhanh câu hỏi. Câu số 4, câu số 5, câu hỏi đây là ân hàng. Ân ở địa sao không? Ngân hàng thì ân hàng ân ở địa 있습니까? Ngân hàng thì có ở đâu đúng không? Đấy, câu số 5 thì hỏi là gì? 약국은 어디에 있습니까? 약국은 어디에 있습니까? Đấy, thế này hỏi ngân hàng có ở đâu, thế này hỏi hiệu thuốc có ở đâu. Vậy chúng ta sẽ nghe thử câu số 4 xem như thế nào nhé. 4번 은행이 어디에 있어요? 지하 1층에 있어요. Người ta sẽ trong hội thoại, người ta một người đàn ông hỏi là 은행이 어디에 있어요? Người phụ nữ hỏi là gì? 지하 1층에 있어요. Có ở tầng hầm, tầng hầm 1 1층, chứ không phải là y chừng nha. 지하 1층에 있어요. Vậy đáp án sẽ là câu số 3. Hai, ok. Và sang câu số 5. Nghe hội thoại, chúng ta lưu ý nghe hội thoại nha. 5번 약국이 어디에 있어요? 병원 옆에 있어요. người đàn ông hỏi là gì? 약국이 어디에 있어요? Phụ nữ trả lời là 병원 옆에 있어요. 병원 옆 tức là gì? Cạnh bệnh viện. Đáp án sẽ là câu số 2. Đấy. Ok. Phần nghe tương đối dễ. Và sang phần읽기, phần đọc. 읽기. 1에서 3번, 1 đến 3. 다음 그림을 보고 안 맞은 문장은 고르십시오. Nhìn bức tranh 6 và lựa chọn cái câu văn đúng nhất. Nhìn cái hình này, bức tranh này. Hay là đi, đi về phía trước đúng không? Trước thì là gì? Up, up là trước đúng không? Hay đi thì là 가다 가세요. 앞으로 가세요. Đây là câu số 2. 앞으로 가세요. Hay đi về phía trước. Vậy dịch các câu còn lại như thế nào? Số 1, 뒤로 가세요. Áp trước tuy sau, đúng không? Tuy là sau, hãy đi về phía sau. Số 3 là 옆으로 가세요. 옆으로 가세요. 옆 là cạnh, đúng không? Thì hãy đi bên cạnh, hãy đi bên cạnh. 사이로 가세요. 사이로 가세요. Hãy đi ở giữa. Đấy, 사이 ở giữa, đúng không? Câu số 2 nhìn hình chúng ta biết là rẽ phải, đúng không? Rẽ phải sẽ là 오른쪽으로 가세요. Đáp án số 3. 오른쪽으로 가세요. Thì các câu còn lại sẽ nào? Số 1, 가운데로 가세요. 가운데로 가세요. Hãy đi ở giữa. Số 2 là 왼쪽으로 가세요. 왼쪽으로 가세요. Hãy đi sang trái, hãy đi về phía bên trái. Số 4 là 건너편으로 가세요. 건너편으로 가세요. Hãy đi về phía đối diện. Đấy. Câu số 3, hãy thấy hình này, đi xuống đúng không? Đi xuống là gì? 아래로 내려 가세요. 아래로 내려가세요. Hãy đi xuống bên dưới. Thử số 1 cho nào, dịch các câu còn lại xem nào. 위로 올라가세요. 위로 올라가세요. Hay là hãy đi lên bên trên, hãy đi lên phía bên trên. Số 2. 위로 내려가세요. 위로 내려가세요. Cái này là hãy đi xuống phía trên. Câu này là câu này là câu ngược, nó làm để cố tình cho mình sai. Câu số 3. 아래로 올라가세요. 아래로 올라가세요. Đấy là hãy lên phía dưới. Rất là bất hợp lý, đúng không? Vậy đáp án sẽ là câu số 4. Rồi, câu số 4 và số 5 là 4에서
5번 다음 그림을 보고 민간에 들어갈 가장 알맞은 것은 고르십시오. 다음 그림을 là bức tranh sau, 보고 xem bức tranh sau, 민간에 là chỗ trống, 민간에 들어갈 가장 알맞은 것, cái mà sẽ vào, cái mà đúng nhất để vào cái chỗ trống này ấy, thì lựa chọn là sẽ dịch là nhìn bức tranh sau và lựa chọn cái đúng nhất điền vào chỗ trống. Bức tranh này chúng ta sẽ có cái tòa nhà này, tòa nhà trên có coffee shop này, ốt cà kê này, xích tang này, coffee shop là quán cà phê, ốt là quần áo thì ốt cà kê là cửa hàng quần áo và xích tang. Đây xích tang là tầng hầm nha, còn đây ngang mặt đất ở đây này, hai người đang đứng. Đấy. Thì chúng ta sẽ đặt cái gì vào đây? Đầu tiên chúng ta đặt câu trên, đọc câu trên rồi dịch cho nhá. 식당이 어디에 있어요? 식당이 어디에 있어요? Nhà ăn có ở đâu? Nhà ăn đây đúng không? Nhà ăn có ở tầng hầm 1. Tầng hầm 1 sẽ là gì? 지하 1층에 있어요. 지하 1층에 있어요. Có ở tầng hầm 1. Đây, đáp án số 3. Câu số 1 là 1층에 있어요. Có ở tầng 1 rồi. 2층에 있어요 là có ở tầng 2. Câu số 2 thì thế. Câu số 4 là 지하 1층에 있어요. 지하 2층에 있어요. Có ở tầng hầm 2. Đây, đáp án sẽ là câu số 3. Câu số 5. Cũng là nhìn hình này đúng không? 이 건물에 우체국이 있어요? 이 건물에 우체국이 있어요? Ở cái tòa nhà này có bưu điện không? Này, ta thấy biểu điện này, biểu tượng của bưu điện này nha. Này. Nhìn được không đúng không? Bưu điện nằm bên ngoài tòa nhà. Này, thì sẽ nằm ở đây là gì? Người ta hỏi là ở cái tòa nhà này có bưu điện không? Thì trả lời sẽ là vâng, hoặc là không, này, có hoặc không đúng không? Này, sẽ là câu gì? 아니요, 없어요. Không, không có đúng không? 건물 밖에 있어요. 건물 밖에 있어요. Có ở ngoài tòa nhà. Đấy, đúng không? Vậy đáp án số 4. Xin các câu còn lại xem nào. Số 1. 네 있어요. 네 있어요. 인층에 있어요. Vâng có ở tầng 1. 네 없어요. Vâng thì lại không có. Thường lên đây câu này hỏi đến này thì đã trả lời vâng thì phải là trả lời là có. Đây không có câu này là câu những câu bỏ vào cho nó đánh lừa mình. 건물 안에 있어요. Có ở trong tòa nhà. Câu số 3, 아니요, 있어요. Đã đi 아니요 thì mình đi với 없어요, đúng không? 아니요, 있어요. 인증에 있어요. Không, không có. Có ở tầng 1. Đấy. Đến nay người ta hỏi là gì? Ở tòa nhà này có bưu điện không? Không, lại có. Bất hợp lý, đúng không? Vậy là không, cái này, câu này không hợp lý cho đường đăng này. Đấy, vậy là câu số 4 là đáp án nha. Đây là toàn bộ thầy đã hướng dẫn qua cái phần của bài 12. Thể hóa, luyện tập, cấu trúc. Hãy còn phần bài tập các bạn tự làm nha. Rồi, bài học chúng ta hôm nay đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chúc các bạn học thật tốt. 안녕히 계세요.